kính thưa toàn thể các em đàn ông đã, đang và sắp sửa làm chồng trên toàn quốc trân trọng và kính mến. Sau đây sẽ là chương trình nói xấu vợ thường niên của anh em tổ nát chúng tôi. Chương trình xin phép được chính thức bắt đầu. Để tôi, vợ tôi trông rất xinh, trước kia em còn thông minh. Ngày yêu em rất hiền, chẳng cần tiền, làm cho tôi đắm say, phải lấy liền kẹo không mất ngay. Và rồi tôi có vợ. Thế bây giờ nó thế nào? Thời gian qua rất mau, đâu biết rằng toàn thương đau. Giờ em rất thích tiền, chẳng còn hiền. Mời chị em anh em mình đi tiệc cưới thế nào? Hôm nay Phương sẽ dẫn dắt các bác đi dự một buổi tiệc cưới với một nhạc phẩm được mang tên Huyền Hoa, được hát trên cặp loa JBL Bass 30 đẳng cấp của Mỹ, đó là 112M, được kết hợp với một quả Smart 40 của hãng Vital Italia. Mời các bác cùng lắng nghe và cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay trăm năm hạnh phúc. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta sẽ hồi vui. Chân mang giày thuyền hóa răng, bao cô nàng miền cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào bánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ôi hò quan ơi hò quan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Các bác thấy sao? Quốc cầm nam Mỹ bát 30 khi mà được kết hợp với một quả súp mái bát 40 của hãng Vital, chúng ta có ngay một dàn karaoke được kết hợp một cách rất là chuẩn chỉ, một đôi nam bát 30 mà lợi về phần lời và tiếng mic cực kỳ rõ nét. Nó chỉ gọi là hơi hơi một chút, gọi là cái tiếng bát nó nhỏ, thì chúng ta bổ sung ngay cho em một quả súp bát Vital nữa là chúng ta có ngay một dàn âm thanh cực kỳ hay và đẳng cấp. Mời các bác hãy cùng tìm hiểu về những sản phẩm trong bộ dàn ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Chúng ta không thể phủ nhận được một cách gọi là chuẩn chỉ về cái giai tần âm thanh, là dù dòng loa có mua đắt tiền bao nhiêu đi chăng nữa, cao cấp bao nhiêu chăng nữa, nếu như chúng ta thiếu tiếng súp là chúng ta vẫn đang thiếu cái lửa của dàn máy. Cho nên là nếu như các bác sử dụng một đôi loa lợi về phần lời như đôi loa 112M này, một bát 30, một chép kèn, thùng vỏ của nó thì đẹp xuất sắc luôn, mà được kết hợp với một quả súp bái bát 40 nữa, thì quả này nó sẽ bổ sung toàn bộ cái giải gọi là tần thấp. Như này là con này nó có thể đánh được từ 40Hz cho đến 120Hz, với công suất của nó đạt đến 700W. Đây là dòng sản phẩm cực kỳ hợp lý về cấu hình. Bát 40 neo bi các bác nhá. Thùng của nó thì thiết kế giống dạng thùng của con Nexo các bạn. Cho nên âm sắc của nó rất là đỉnh. Thùng vỏ thì đẹp xuất sắc luôn. Nó đánh qua cửa hầm là cửa này các bác này. Đấy, còn cửa mặt của nó là cửa này. Đấy. Tiếng âm mịch của nó rất là hay. Nó mềm mại và chắc chắn.
thiết kế của nó thì cực kỳ đẹp. Các bác nhìn thấy nó không quá rộng mà cũng không quá cao, không quá lộ mà nó rất là đẹp mắt. Một quả Subat Neo như thế này, hiện tại thì anh Phương đang bán giao lưu các bác với giá 8.500.000 đồng cho quả Sub này thôi các bác. 8.500.000 đồng. Nếu nói về Subat 40 thì Neo B của thằng Phaito vẫn là đứng đầu bảng hiện nay trên thị trường luôn các bác. Cho nên bác nào mà có mức đầu tư mà muốn đầu tư những quả Subat hay thì đây chính là cái mẫu sản phẩm mà các bác có thể tham khảo để chúng ta đầu tư. Hiện tại nhà em nay về được 3 quả Sub Phaito các bác nha. Chất lừ luôn, đẹp như mới. Nói về hàng của anh Phương thì các bác yên tâm là hàng nó cực kỳ đẹp. 8.500.000 đồng một quả. Bác nào đầu tư alo cho em số máy 0971998555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.